Trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các địa phương trong tỉnh. Sau khi kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh tại huyện Đông Hải và thị xã Giá Rai, chiều hôm qua, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành tỉnh đã đến kiểm tra công tác này tại huyện Hồng Dân và Phước Long tại hai huyện Hồng Dân và Phước Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến kiểm tra thực tế tại khu cách ly tập trung mà huyện vừa xây dựng hoàn thành, chuẩn bị đưa vào sử dụng và làm việc với ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của huyện. Phát biểu chỉ đạo đối với hai huyện, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đánh giá cao công tác chủ động của huyện trong công tác phòng chống dịch bệnh. Đồng thời chỉ đạo quyền hồng dân cần lưu ý kiểm soát chặt chẽ các địa bàn giáp ranh hai tỉnh Kiên Giang và Hậu Giang, nhất là phải kịp thời phát hiện các đối tượng ra vào địa bàn, tiến hành các biện pháp phòng dịch theo quy định, tập trung mọi biện pháp quyết tâm giữ vững an toàn dùng xanh, không để dịch lây lan trong cộng đồng. Trong công tác kiểm tra kiểm soát người và phương tiện không được vận dụng các quy định một cách máy móc cứng nhắc theo kiểu ngăn sông cấm chợ mà phải linh hoạt theo tình hình. Bên cạnh áp dụng các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh thì phải tạo điều kiện tốt nhất để vận chuyển lưu thông hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu không được để đứt gãy chuỗi cung ứng. Đối với vị Phước Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu cho rằng cần phải phê bình nghiêm khắc đối với huyện, nhất là trong thời gian qua còn chậm trễ trong việc phát hiện đối tượng về từ dùng dịch, đã để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, nhất là ca bệnh ở xã Vĩnh Thành đã được khởi tố vào ngày 9 tháng 7. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị huyện khẩn trương hoàn tất các hồ sơ khi đủ điều kiện phải khẩn trương điều tra, xét xử lưu động, công khai để răng đe phòng ngừa chung cho cộng đồng. Bên cạnh yêu cầu Quỹ Phước Long tăng cường tuần tra kiểm soát giữ vững dùng xanh, ngăn ngừa dịch bệnh, Chủ tịch Quỹ Ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu cũng đề nghị quyện phải đảm bảo vừa làm tốt công tác phòng dịch, vừa phát triển kinh tế, hạn chế tối đa tình trạng kiểm soát một cách cứng nhắc, đến mức cấm cả các phương tiện vận chuyển hàng quá thiết yếu ra giàu. Vì hiện nay, huyện vẫn đang áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội, chứ không phải áp dụng 16 cộng và phong tỏa như địa bàn thành phố Bạc Liêu. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị huyện Phước Long phải đảm bảo tuyệt đối hàng hóa thiết yếu phải lưu thông đáp ứng tốt nhu cầu của người dân. Nếu thấy doanh nghiệp cá nhân hộ kinh doanh không đáp ứng các điều kiện phòng chống dịch theo quy định khi vận chuyển cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân thì chính quyền phải làm thay việc này, tuyệt đối không để người dân không tiếp cận được hàng hóa thiết yếu.